chơi chân Candy Channel. Các bạn cũng chơi Candy nha. Khóc à, hôm nay mình Candy, hôm nay mẹ tặng cho mình một món quà bất ngờ lắm. Hôm nay mình sẽ Kuya, trời ơi, Candy sẽ làm nước.
我。今日都亦幾優，啲嚟幾帥。你要問好兩個啫，都俾心來你呀。老母心來，你要聽啲先啦。你肯定夾住什麼？老公姐。一个叫优，一个叫优，一个叫帅，哎，你看你看咯，得咯，来，这次再是两针。Yo sé muy platillo. Mình sẽ đem ra cho quý khách. Mình nấu xong rồi. Xin mời các khách ăn. Hay là quý khách ăn. Sẽ mời. Đem nước đã. Nước đâu rồi? Đi đâu rồi? Đi. Bây giờ Cindy sẽ ăn. Đi bụng. Ăn.
Đây là nước gì vậy? Nước chanh. Nước chanh xong thấy chua vậy? Tính tiền. Cuối khắc là 10.000. Bye bye, hẹn lại khắc nha. Bye bye. Và bây giờ Cindy và em Cindy sẽ đổi vai trò, là Cindy sẽ làm bà chú. Và mọi người hãy ủng hộ quán của Cindy Hữu Chân nhé. Thì bây giờ coi quý khách yêu cầu mình ăn cái gì nè. Xin chào quý khách. Quý khách muốn ăn gì? Tôi muốn ăn cơm sườn. Xin quý khách chờ 5 phút nhé. Các bạn hãy cùng Cindy làm món cơm sườn. Rồi bây giờ mình bắt đầu. Đầu tiên thì Cindy sẽ đánh trứng. Cơm sườn có trứng đây. Mình sẽ dùng cái này và đây. Rồi này đã ra ra. Rồi thì Cindy sẽ lấy cái nồi này. Ê, lấy cái chảo này nè. Để nấu sườn. Đây. Cindy sẽ bỏ. Dạ. Rồi, bây giờ mình sẽ mở ra. Sườn nấu xong thì Cindy sẽ đi nấu cơm và nấu nước nữa. Chết. Đây. Bây giờ Cindy sẽ nấu cơm. Mình sẽ chờ cơm. Và bây giờ Cindy sẽ chiên trước. Trước khi chiên thì Cindy phải khuấy một lần nữa cho nó đều. Và bỏ vô. Cindy sẽ lấy cơm ra. Yay, cơm này chín rồi. Cái này. Và cuối cùng là trứng, mình sẽ chờ trứng. Và Cindy sẽ cắt ra từng miếng cho dễ ăn hơn. Rồi. Đây, đã chín rồi, tắt lửa xuống nè. Vậy là đã xong một phần ăn cơm sườn của quý khách rồi. Bây giờ Cindy sẽ đưa cho quý khách ăn. Xong rồi đánh giá cho Cindy. Yeah. Rồi, Cindy quên cái muỗng với đũa luôn rồi. Cindy muỗng. Mặt đũa. Mời quý khách ăn. Đây của quý khách. Chào mừng quý khách. Quý khách có thấy ngon không? À, tính tiền. Của quý khách là 15.000. Bye bye, hẹn gặp lại quý khách nhé. Quý khách nhớ ủng hộ quán của Cindy Hữu Chân. Các bạn thấy quán của Kenny Villain hay là quán của Cindy Hữu Chân quán nào hấp dẫn hơn và ngon hơn thì quý khách nhớ comment bên dưới nha. Các bạn nhớ comment bên dưới và đúng cho Cindy biết là ai là người thắng cuộc. Đúng. Rồi, bye bye.
mọi người nhớ subscribe, đăng ký kênh của Cindy và nhớ like cho to và chia sẻ nhé. À mà không được bè phải rảnh. Ok, rồi bye bye nè. Các bạn thích thì bấm subscribe màu đỏ ở dưới với lại phải like, chia sẻ với bạn bè.